các bạn thân mến, tôi đang đứng ở ngã tư đường Võ Thị Sáu và Trần Quốc Khảo. Bên cạnh là cái trung tâm ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao. Và thưa các bạn, tôi đang dẫn các bạn đến một sự kiện, đó là Ngày Thơ Việt Nam tại số 81 Trần Quốc Khảo, trụ sở các hội liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Khát vọng phương Nam là chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại số 81 đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Sau đây mời các bạn bước vào cái khuôn viên của Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tổ chức ra sự kiện Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Đây là những bài thơ được phóng to in lớn. Các bạn nhìn cái hình ảnh này quen quen không? Đây là một cái dạng báo tường, nhưng mà hiện nay báo tường rất là hiện đại, được in luôn. Nếu cần có thể in hàng loạt. Ngày xưa thì chúng ta viết tay, chỉ có một bản độc bản, bây giờ có thể thiết kế in hàng loạt được. Đây là những cái bản thơ được viết to để chúng ta thưởng ngoạn thơ, và có thể in hàng loạt. Các bạn thân mến, đây là lều thơ của câu lạc bộ thơ ca Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức. Như vậy là mỗi một câu lạc bộ
và sẽ có một cái lều thơ riêng. Có thể do cái thời lượng ngắn, chúng ta không thể đi chi tiết được, tôi tạm thời lướt. Xin chào. Dạ. Chào câu lạc bộ thơ ca quận 10. Dạ không sao. Thơ thì có lúc ướt át mà cũng có lúc khô răng. Dạ. Đây là lúc mình giữa cái khô với ướt. Nhưng mà hình như là thơ mà càng sâu càng cay là do là mình đã thấm được. Tôi ngày xưa tôi cũng làm thơ. Còn bây giờ tôi lại làm nhà, làm YouTube. Xin chào. Dạ. Cảm ơn chị. Đó là quà thơ. Nhà thơ đây ạ. Bác tên gì ạ? Tân Việt. Nhà thơ Tân Việt. Dạ, xin cảm ơn. Còn tôi là YouTuber Chánh Hưng. Ngày hôm qua tôi đã truyền tải cái đêm thơ Việt Nam ở công viên văn hóa Văn Lang. Lên mạng rồi. Ở quận 5. Cũng khá hoành tráng. Chánh Hưng. Chị có thể vào đó để mà xem cái ngày thơ hôm qua. Ngày thơ hôm qua thì làm cũng khá hiện đại á. Nó mang tính hiện đại là chính. Thơ là trên cái sườn thơ. Nhưng mà nó như vậy thì giới trẻ nó mới tiếp cận. Cũng giống như câu lạc bộ thơ mà không có diễn thì nó cũng có diễn thơ. Tức là cái đó là kết Zalo, còn kênh là Chánh Hưng Channel. Dạ, xin chào. Hẹn có dịp đến tham gia sinh hoạt của câu lạc bộ quận 10. Bản thân tôi thì ở hàng xóm quận 3. Xin chào.
Tưới thì cao nhưng mà người thì trẻ khỏe. Mời anh uống nước anh. Dạ cảm ơn anh. Tôi xin phép được là ghi lại. Người ta nói là nhà văn là nhờ là thư ký của thời đại không ạ? Còn là YouTuber là thư ký của thời đại hôm nay. Là tôi xin giới thiệu tôi là YouTuber. Trấn Hưng Channel. Đây là nhà thơ nào nè? Đây là nhà thơ Thanh Hải đây. À đây nhà thơ. Ủa, ở trong ở ngoài cái bộ nó hơi khác nhau một chút không ạ? Mà trẻ hơn ơi. À, mà có vẻ như là lãng tử không bằng ở trong. À, nó gần nhau. Dạ. Cũng giống như tụi tôi là dân văn hóa nghệ thuật đó. Là thế nào cũng ai chụp ạ? À tôi chụp. Khoan để anh sử dụng. Tại tôi phải làm cái động tác này. Tôi mới buông ra tôi chụp. À, coi như là hơi thiên vị bên cái lời của anh á. Nó gọi là lời thơ đấy. Vâng, đó nó gọi là YouTuber đấy. À đứng bên đó mới lấy được cái hình đó. Lấy. Tức là có mục đích là lấy cái hình đó rồi. Đúng rồi, đang đó rất đẹp. Tôi đi hơi cẩn thận hơn chút xíu. Là trước khi ấy là quay xong rồi tôi muốn được cho anh những cái sau khi đưa lên YouTube đó. Ở YouTube. Rồi bây giờ máy của anh đâu? Này, các bạn cứ ăn cái gì cho. Một lần mày bỏ đây trước đi, tôi nó mất. Không, tôi đứng đây. À. Rồi, bây giờ một cái tấm toàn thân trước nhé. Rồi, bây giờ tấm bản thân. Rồi, bản thân nè. Rồi cái tay này là chụp hơi độc chiêu. Tuyệt vời đó, đúng rồi. Chồng ạ. Anh xem lại. Chắc chắn là tuyệt vời rồi. Không thể xem lại. Không thể xem được khác. Anh cầm máy này là sụp được rồi. Chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp rồi. Làm sao rồi. Bây giờ nhưng mà trời nắng này thì đâu vậy. Wow. Cái này là cái máy của anh. Không, nó là cố tình lực mà vô. Bây giờ anh coi cái này. Đấy, rồi anh coi tiếp. Đấy, anh cũng tốt quá. Quá đẹp. Đấy, cái tấm này là tấm bản thân. Cảm ơn anh. Bản không có gì ạ. Anh bảo là anh cũng chơi nhiếp ảnh chứ. Vâng. Em không có chơi nhiếp ảnh. Nhưng mà có cái máy đâu cũng chuyên nghiệp lắm. Máy của em chuyên nghiệp nhưng mà em... Đó là nghiệp dư. Em chơi nghiệp dư. Còn tôi là máy nghiệp dư mà chơi chuyên nghiệp. Ở đấy đấy. Anh biết tại sao không? À, cái này anh kết có gì tôi thì chuyên về văn hóa nghệ thuật, chứ là tôi không có thích đi theo cái lĩnh vực mà gọi là nóng mà sốt sùng sột rồi cuối cùng vô tù. Cái kinh của tôi thì cái hướng như vậy. Và anh cứ đi. Anh là trưởng của câu tập anh tên gì anh? Tên là Pha. Không, cái bút hiệu. Khắc Pha. Dạ. Xin chào anh Khắc Pha. Vâng. Tôi là Trấn Hưng. Dạ, kênh của tôi cũng là Trấn Hưng Channel. Dạ, anh muốn tặng anh. Anh có ký tặng không? Dạ. Ký tặng luôn. Người Khắc Pha. À, hướng Khắc Pha nhưng mà anh có tặng tôi không? Dạ, có tặng anh. À, tặng thì anh ký tặng luôn đi. Tôi buồn cười á. Là cái này anh. Cái này tôi nói cũng buồn cười. Ông muốn anh nghe anh có ý kiến rồi. Ký tặng chứ không phải là tặng sách nha. Ở đường sách đó nó xếp hàng để được ký tặng. À, anh cứ ghi là ký tặng cho Trấn Hưng.
Nhà anh ở quận 10 luôn hả? Dạ không ạ. À, anh quận mấy? Quận Gò Vấp. À, Gò Vấp hả? Tôi đi ở quận 3, là cái nơi mà anh đang đứng đây. Dạ, rất là cách tuyệt vời. Thổ địa, chấn chấn nha. Chấn à? Chấn CH. 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 À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh. À, tác giả. À, xin chào, cảm ơn anh Phát Tha. Dạ, rồi, xin chào. Cảm ơn, chào anh. Dạ, yeah, hay quá. Mời bước vô, bước vô. Dạ. Dạ. Rồi, cứ đọc đi, nhìn tiện. Ở đang quay đây. Rồi, chị cứ đọc tự nhiên. Tôi vừa uống trà với ông được không? Anh uống trà được không? Đấy. Được. Tôi là dân Bắc Kỳ, nga nhỏ. Cái tự nhiên như vậy. Dạ, mình chuẩn bị ngày thơ 100 tuổi luôn đi. Dạ, dạ. Đi làm chút, đi từ một ba một bữa hai bước. Rồi chị cứ chụp tự nhiên. Dạ, hai nhà thơ cộng lại là 200 ạ. Nhưng mà cụ thể là hôm nay, năm nay bao nhiêu ạ? Xin lỗi ạ, năm nay bao nhiêu rồi? 91, 95, bà này 88. 89 rồi. 89 rồi. Như vậy là 2 năm nữa, bác làm thơ. 96, bà này 96. Bà 89. 89 rồi, 2 năm nữa. 89, sang năm 90 rồi, sinh nhật hả? Ngày hóa. Có như là hai người làm chung một đêm thơ đó. Cháu sẵn sàng đến quay. Quay rồi, cháu không có đưa đi đâu đâu, cháu đưa lên YouTube thôi. Dạ dạ. À, xin cảm ơn ạ. À, quên. Tôi nhớ nha. Tôi nhớ kết bạn Zalo để tôi gửi cái này sau khi đưa lên YouTube. Dạ dạ. À, dạ. Chị có làm thơ không? Không có, nhưng mà chưa nổi tiếng. Chưa nổi tiếng. Nhưng mà không sao, tại vì đến lúc mà chị nổi tiếng ấy, thì lúc đó là nó phải có quá trình. Như tôi là tôi làm YouTuber là cái năng mà cái ngày đầu không ai biết ấy. Bây giờ thì có nhiều người biết rồi, tức là phải có quá trình một năm nữa. Rồi năm thứ hai thì chắc là tức là phải kiếm tiền rồi. Cô chụp nội tâm được trước khi cô về nha. Xin lỗi. Rồi 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 rồi.
Ôi, tất cả gom vô hết đi ạ. Gom vô hết đi. Có chị đi đâu, đi con nắm à. Ủa chị đi về hả? Đi về hay đi tiếp? Dạ dạ dạ. Bây giờ xin lỗi, tôi cho nó 30 giây nữa. Nó tự quay. Mình quay luôn cái cung trà đi. Dạ, mời trà. Ôi, chị không hiểu hả? Mời trà mà không thấy trà đâu. Mời cái nước đâu thì chị ly nước, cái ly mà đâu. Dạ không sao, lấy ly khác cũng được. Dạ thật mà. À, cảm ơn anh. Không không sao không sao sao. Đấy. Không sao không sao. Đấy, tôi đáp lại cái tay của anh cái đó. Đưa cho cái bạn này để đoạn cầm nó đẹp hơn. Đấy, vâng, cảm ơn. Rồi mời bạn cầm. Giá cái tay mà này mà của nghệ sĩ nào nổi tiếng thì hay quá nhỉ. Cảm ơn chị. Chị thật sự. Rồi đọc đi, đọc đi, đọc đi. Đây là cơ hội đấy. Chị đọc đọc nghe cái bài này này. Chợt nhớ xem nào. Mời anh nghe bài thơ. Nếu được thì anh không hát nữa, anh đợi nhạc thôi. Mà nhạc bài nhẹ 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 để cho nó nằm cái này. Nhỏ nhỏ thôi, để thứ hai thì hát. Chợt nhớ ngày Hà Nội ngụm cả nước lên đường rồi vòng còi tiếng Việt hồ Tây còn các tên bài hát, tên bài thơ và tên tác giả. Dạ, ông chỉ phải giới thiệu Nguyễn Khắc Ba. Dạ, tác giả Nguyễn Khắc Ba. Tên bài thơ là gì ạ? À, người đọc thơ Trần Văn Tâm. Nhưng mà tên bài thơ là... Tên bài thơ là Chợt Nhớ. Dạ. Chả biết cái này bao giờ. À, xin cảm ơn chị Trần Văn Tâm. Dạ. Đã đọc bài thơ Chợt Nhớ của nhà thơ Nguyễn Khắc Ba. Nói về Hà Nội. Xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Hà Nội mùa này mùa gì, mùa xuân vậy? Đó đó, anh đàn đi, anh đàn theo đi. Đàn lắm. Bà cụ 96 tuổi đã. Rồi, chưa, bà bên đứng bên đây. Bà đi về chưa? Đoạn 5, đoạn
Dạ, lắm là những tay chiều vô mặt nước vai mơ xa vời để một hai người tiếp khách còn này cho tiếp tục lên trên sân khấu đi. Quay xong rồi anh rồi. Đặt nốt luôn, đặt nốt đi, đặt nốt. Bây giờ mình phải lên nguyên tiêu 2019 này. Nguyên tiêu đến họp mặt mừng thơ. Sao nhạc du dương quyến luyến ta gửi tới yên thương và hải đảo. Đam mê bản hữu tặng bài thơ. Hôm nay đến với thơ bài nhạc nặng nỗi tơ lòng nhạc thơ, những nụ thơ trong tâm hồn trỗi dậy, ta vào hòa thấy mấy vần thơ. Chốt đây chị ơi, vui lòng cho biết tên tác giả, tên bài thơ. Tên bài thơ là phải rõ để cho người ta còn tìm đọc chứ. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị lên đi. Lên đường đấy, lên đường. Xe là khi nào đấy. Thôi giờ chúng ta tạm kết thúc ở đây. Xin chào câu lạc bộ thơ ca quận 12. Hẹn gặp ngày có dịp gặp lại. Xin chào.